Có một nhân vật mang tính biểu tượng luôn xuất hiện mỗi khi chúng ta nhắc tới thế giới của ma quỷ. Người ta đã nói rất nhiều về nó qua các ấn phẩm báo chí, qua những câu chuyện truyền miệng. Thế nhưng những bí ẩn đằng sau nhân vật này vẫn đang là một dấu hỏi lớn. Những câu chuyện rùng rợn ấy được ghi chép nhiều nhất là vào triều đại nhà Thanh, đặc biệt trong hai cuốn sách Tử Bất Ngữ và Bút Ký Nghiệp Vì Thảo Đường. Thậm chí nó đã từng tạo nên một cơn sốt trên màn ảnh phim kinh dị Hồng Kông và trở thành thương hiệu riêng trong những năm 80-90 của thế kỷ trước. Vậy nhân vật bí ẩn này là ai? Nếu nó mới chỉ được biết đến thông qua phim ảnh và truyền thuyết, thì liệu đây có phải là nhân vật có thật hay không? Hay đây chỉ là tạo hình từ trong trí tưởng tượng như bao nhân vật khác? Chào mừng các bạn đến với series Xác Chết Hồi Sinh trên kênh Vũ Trụ Nguyên Thủy. Tập 1: Cương Thi và những giai thoại bí ẩn. Với những bạn thuộc thế hệ 8X và 9X yêu thích chủ đề bí ẩn và lẫn một chút kinh dị, có lẽ mọi người không còn xa lạ gì với các bộ phim Hồng Kông hoặc những tài liệu ghi chép về cương thi với hình ảnh xác chết nhợt nhạt mặc áo qua nhà Thanh, nhảy lo co từng bước với hai tay duỗi thẳng về phía trước. Cũng có thể một vài bạn mới chỉ biết đến, hay thậm chí là thoáng nghe ai đó nhắc đến một dạng xác chết hồi sinh có tên là cương thi mà thôi. Qua rất nhiều ghi chép và giai thoại chúng tôi được tiếp cận, dường như có rất nhiều nguồn gốc khác nhau hình thành nên nhân vật cương thi đầy bí ẩn này. Vậy thì trước khi cùng nhau chia sẻ những thông tin ấy, hãy tạm thời gạt bỏ những gì mà các bạn đã biết về hình hài của cương thi để chúng ta có một hành trình trọn vẹn và thú vị nhất trong video ngày hôm nay. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau trở về thời điểm xa xưa nhất, khi mà hình ảnh cương thi mới bắt đầu xuất hiện. Tương truyền thuở trời đất còn hỗn mang, có bốn cương thi được coi là thủy tổ với tên gọi Thiên Địa Cương Tổ, là Doanh Châu, Hạn Bạt, Hậu Khanh và Tương Thần. Trong đó, Hạn Bạt là nhân vật được biết đến nhiều nhất. Truyền thuyết kể rằng, con gái của Hoàng đế nguyên danh là Nữ Bạt, tướng mạo xinh đẹp, đồng thời cũng hết sức thiện lương. Sau một lần Hoàng đế đại chiến với Sivu, Hạn Bạt vì lo lắng cho cha của mình mà tinh thần và thể xác đều mỏi mệt đến nỗi lâm vào bạo bệnh. Bệnh tình của Nữ Bạt cực kỳ nghiêm trọng. Dựa theo lời của Vu sư ngay lúc đó đã nói, Nữ Bạt không có thuốc nào cứu được. Mà vào lúc bệnh tình của Nữ Bạt nguy kịch, một phần hồn phách của Hống, một trong tứ đại cổ thần trôi giạt đến Hoàng Tuyền, đã phá phong ấn của Nữ Oa và Phục Hy hỏng trốn thoát. Để trả thù Nữ Oa, một phần hồn phách của Hống lén lẻn vào căn phòng của Nữ Bạt, nhân cơ hội đoạt được thân thể của cô rồi biến thành Hạn Bạt. Mà phần hồn phách này của Hống bản thân lại không hoàn chỉnh, nên Hạn Bạt vẫn lưu lại một bộ phận ký ức của Nữ Bạt. Cũng chính vì vậy, lúc Hoàng đế đại chiến Sivu, Nữ Bạt đã hỗ trợ Hoàng đế đánh lùi Sivu, cống hiến cho nhân loại. Hống vì cướp đoạt thân thể của Nữ Bạt mà cố gắng dung hợp hết hồn phách của mình vào ba hồn bảy phách của cô. Lúc dung hợp, thân thể của Nữ Bạt xảy ra dị biến. Tóc nàng bắt đầu trắng xóa rụng đi, trán xuất hiện nhiều nếp nhăn. Nước trong thân thể của nàng cũng bắt đầu bốc hơi và trở nên cực kỳ khô cạn. Càng đáng sợ hơn chính là cơ thể của Hạn Bạt tỏa ra nguồn nhiệt lượng vô tận. Cây cỏ cách đó mấy trăm dặm cũng trở nên khô héo, đất đai nứt nẻ, mạch nước bốc hơi. Ác tính của Hống trỗi dậy khiến Nữ Bạt làm loạn khắp phương Bắc, khiến những nơi cương thi này đi qua đều trở thành sa mạc vô tận, khô hạn không gì sánh được. Cũng chính vì lý do này mà người ta gọi Hạn Bạt là vị thần của hạn hán. Nữ Bạt dị biến khiến Hoàng đế và tôn dân sợ hãi, rơi vào đường cùng. Hoàng đế phải đuổi Nữ Bạt ra ngoài, khiến nàng lưu vong ở phương Bắc. Đã có rất nhiều giai thoại khác nhau kể về sự nguy hiểm của Hạn Bạt. Ví dụ như ở Sơn Đông, lúc trước mỗi khi gặp hạn hán, người dân đều mang thi thể mới chôn được xem là Hạn Bạt ra tiêu hủy. Phong tục này rất phổ biến. Theo Đại Thanh Luật Lệ, Tặc Đạo, Phát Chủng có ghi lại, năm Gia Khanh thứ 9, tức năm 1804, ở Cao Mật, đã rất lâu không có mưa. Có người phát hiện phần mộ của Lý Hiến Đức mới qua đời đầu năm nay luôn ẩm ướt, liền truyền nhau nói rằng
người đó đã biến thành hạ bản. Thôn dân không bận tâm đến sự ngăn cản của nhà họ Lý mà chóc mộ phần của người kia. Nhìn thấy thi thể chưa thối rữa lại càng chắc chắn người này chính là hạ bản. Không nói hai lời, họ bèn tiêu hủy thi thể ngay lúc đó. Gia đình họ Lý mang chuyện này ra kiện ở công đường. Vụ án này chưa từng có tiền lệ. Cuối cùng hình bộ xử người cầm đầu theo phát chủng khai quan kiến thi luật, xử những người đào mộ tội tử hình. Khi ấy án này mới chấm dứt. Không ít nơi mọi người đều cảm thấy hạn bạc là do tử thi biến thành. Một khi xảy ra đại hạn thì phải nhanh chóng đi kiểm tra mả mới. Nếu trên mộ phần có ánh lửa, lúc đào ra khắp cả người tử thi đều là lông trắng, đó chính là hạn bạc. Phải phá hủy nó mới có thể xóa bỏ hạn hán. Hay trong Mai Âm Mai Hạn Bạt, Đạo Pháp Hội Nguyên cuốn thứ 78 có ghi: trong thiên địa có hạn bạt, âm mai nhị quỷ, làm ra hạn hán ngập lụt. Hạn bạt đầu như người, thân rắn có cánh, mỗi khi muốn cầu mưa thì phải chôn đầu nó vào đất. Âm mai đầu là cô gái, thân hồ ly, có cánh, mỗi khi muốn cầu trời nắng thì phải chôn đầu nó cách 1 mét đất, dùng sát khí mạnh để giam cầm nó. Bên cạnh những truyền thuyết về thủy tổ, chúng ta cũng có một câu chuyện khác kể về phong tục dẫn xác liên quan đến nguồn gốc ra đời của cương thi. Tức là sự việc này đã xảy ra từ hơn 5.000 năm trước. Khi đó, Sivu dẫn theo đại quân của mình chiến đấu với kẻ thù bên bờ sông Hoàng Hà. Có rất nhiều binh lính phải bỏ mạng và thi thể của họ bị bỏ lại trên chiến trường. Không nhẫn tâm nhìn cảnh đồng bào của mình phơi xác nơi hoang vu, Sivu đã bày tỏ mong muốn khiêng tất cả người chết đi theo. Thế nhưng nhân lực còn lại không đủ để thực hiện điều đó. May mắn thay, người Miêu vốn là một tộc người rất am hiểu về cúng lễ và mê tín quỷ thần. Hoạt động của thầy phù thủy cũng rất phổ biến. Vì vậy, Sivu đã cầu cứu pháp sư phó tá bên mình để đưa những người linh ấy về quê nhà. Vì pháp sư lầm nhầm niệm chú, ông để Sivu cầm lá bùa dẫn đường, còn mình thì làm phép khiến những cái xác đứng dậy đi theo. Cứ như vậy là tất cả đều có thể cùng nhau về nhà. Dần dần phong tục dẫn xác được lưu truyền rộng rãi ở tương Tây. Trong cuốn tiểu thuyết Thanh Bại Loại Sao do Từ Khả biên soạn vào cuối thời nhà Thanh có ghi chép rõ ràng nhất về thuật dẫn xác này. Trong đó viết: thuật thôi miên của người phương Tây có thể sai khiến người sống, nhưng không thể sai khiến người chết. Thôi miên có thể có tác dụng trong nhiều giờ, nhưng không thể kéo dài vài tháng. Tuy nhiên ở vùng Quý Châu, Hồ Nam có thuật chuyển xác. Người ta có thể thi triển phép thuật trên xác chết, khiến xác chết nghe theo mệnh lệnh, có hiệu lực đến vài tháng. Ban đầu nhiều người cho rằng những cái xác này là do thầy đồng gọi hồn. Dưới sự giám sát của họ, thi thể có khả năng nhảy về nhà. Việc này thường được thực hiện vào ban đêm để giảm thiểu sự phân hủy của xác chết, cũng như tránh giáp mặt người sống. Bởi vậy mới thấy trong nét đẹp của văn hóa châu Á, lá rụng về cội vốn là một tư tưởng độc đáo. Cho dù chết ở nơi đất khách quê người thì cũng phải nhờ người đưa thi hài về nơi chôn rau cắt rốn. Đó là khi nhiều công nhân Trung Quốc chết xa nhà được hoàn trả về quê hương của họ. Một số người chuyên làm công việc này được mệnh danh là người điều khiển xác chết hay thuật dẫn xác. Tuy nhiên, vùng núi tương Tây ở Hồ Nam và các vùng lân cận của Quý Châu Trung Quốc hầu hết đều là núi cao, đường xá hiểm trở, giao thông đi lại không thuận tiện, nên để đưa thi hài người chết về đến nhà là công việc vô cùng khó khăn. Vì vậy thuật dẫn xác là một hình thức rất phổ biến vào thời bấy giờ. Qua những gì được nghe, dường như cương thi không quá đáng sợ như chúng ta vẫn tưởng. Bản thân tôi cũng đã từng có những nhầm lẫn trước đó. Quả thật, họ cũng chỉ xuất phát từ một người bình thường, trung thành chiến đấu cho tổ quốc của mình đến nỗi phải đánh đổi cả tính mạng. Có chăng cũng chỉ vì mong muốn trở về với quê hương mà vô tình biến thành hình ảnh đáng sợ mà thôi. Vậy thì hình ảnh về cương thi mà hầu hết chúng ta bị ám ảnh từ đâu mà có? Phải chăng là những câu chuyện về cương thi dọa người, hút máu người, hay thậm chí là dùng bàn tay cứng ngắc của mình sờ lên đỉnh đầu của người đó khiến họ chết ngay lập tức và cũng biến thành xác chết biết đi? Quan điểm này không phải là không có cơ sở.
Nếu ai trong số các bạn ở đây đã từng nghe câu chuyện cương thi giết người ở một ngôi chùa ở Tây Tạng, chắc hẳn sẽ đồng tình với cách nhìn nhận này. Chuyện kể rằng, khi trụ trì của một ngôi chùa tại vùng đất Tây Tạng qua đời, các hòa thượng trong chùa đã đặt thi thể của ông ở chính điện. Sau đó mọi người ngồi thành hàng trong điện tụng kinh cầu nguyện cả ngày lẫn đêm, liên tiếp 3 ngày 3 đêm không chợp mắt. Đến đêm thứ 3, những hòa thượng niệm kinh đến mệt mỏi không chịu được nữa, lần lượt nằm xuống nền ngủ thiếp đi. Trong đó chỉ có một chú tiểu nhát gan sợ đến nỗi không còn cảm thấy buồn ngủ, cứ nhìn chằm chằm vào di thể của trụ trì. Đến quá nửa đêm, tiểu hòa thượng đột nhiên phát hiện thi thể kia đang ngồi bật dậy. Cậu sợ hãi đến mức quên cả việc đánh thức chúng tăng, co cẳng chạy lao ra khỏi cửa, đóng luôn cửa chùa, chỉ lo cho mình có thể chạy thoát thân. Kết quả là chỉ sau một đêm, mấy trăm hòa thượng trong chùa đều biến thành xác chết bết đi. Cũng may là họ không thể ra khỏi cổng chùa, chỉ có thể ở trong va qua va lại ầm ầm như long trời lở đất. Sau đó, một ẩn sĩ với pháp lực cao thâm đã phát hiện ra cảnh tượng không thể kiểm soát được này. Ông khoác áo cà sa, tay cầm pháp khí, còn miệng thì niệm chú. Một mình đi tới trước cửa chùa, mở cửa và bắt đầu múa võ. Vừa múa vừa di chuyển chậm rãi về phía trước. Những xác chết biết đi cũng nhảy múa và theo sát sau lưng ông. Khi đến một con sông, vị ẩn sĩ dẫn các xác chết lên một chiếc cầu gỗ, rồi cởi áo cà sa ném xuống sông. Các xác chết cũng lần lượt hướng theo chiếc áo cà sa mà nhảy xuống sông và không bao giờ trở lên nữa. Sự việc này đã tạo nên một áp lực vô hình lên tâm linh của người dân Tây Tạng. Để phòng các tử thi xông vào nhà, dựa theo đặc điểm là xác chết không thể cúi xuống, nên người dân Tây Tạng đã thiết kế và xây dựng ra kiểu nhà cửa thấp để tạo chướng ngại vật. Chỉ với hai câu chuyện trên, ai trong chúng ta cũng nhận ra rằng bản chất thiện ác không hề liên quan gì đến việc hình thành cương thi. Thói quen dọa giết người hầu như là được hình thành sau đó trong vô thức. Cũng bởi nhân dạng không mấy đẹp đẽ nên họ đem đến ác cảm cho người khác mà thôi. Theo như nhiều tài liệu ghi chép, thì cương thi thường xuất hiện vào lúc trời tối. Bởi theo văn hóa dân gian Trung Quốc, khi đêm khuya trăng tròn, âm thịnh dương suy, ánh trăng sẽ giúp cương thi trở nên mạnh hơn. Nó sẽ giết chết mọi sinh vật, hấp thụ khí để duy trì sự sống. Vậy nên, từ những câu chuyện dân gian truyền miệng, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng cương thi cũng có dòng dõi tổ tiên, chứ không phải tự nhiên mà thành. Chứng tỏ một điều, nhân vật này khả năng cao là có tồn tại. Một số ghi chép chúng tôi biết được từ thời nhà Thanh cũng đã củng cố thêm cho niềm tin ấy. Học giả Kỳ Hiểu Lam đời nhà Thanh đã viết trong cuốn sách Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký của mình rằng các nguyên nhân khiến xác chết hồi sinh có thể xếp vào hai nhóm. Một là những người mới chết trở về cõi dương. Hai là những xác chết lâu ngày không phân hủy. Có thể do thành phần hóa học trong đất của bãi tha ma không phù hợp cho các sinh vật sống. Vì thế, không có vi khuẩn để giúp phân hủy xác chết. Tóc và móng của tử thi vẫn tiếp tục phát triển cho thấy không có dấu hiệu rõ ràng của quá trình phân hủy. Theo thời gian, nếu không được xử lý, xác chết sẽ hóa thành một cương thi. Hoặc một người bị một cương thi làm bị thương, dần dần theo thời gian cũng sẽ thay đổi thành một cương thi. Còn theo học giả Viên Mai đời nhà Thanh trong cuốn sách Tử Bất Ngữ của mình đã viết rằng hồn của một người vốn dĩ tốt, nhưng phách của họ là ác. Hồn thì khôn ngoan, nhưng phách thì rốt nát. Phần hồn rời khỏi xác thịt sau khi chết, nhưng phách vẫn còn lại và giành quyền kiểm soát thân thể. Khi đó, người chết sẽ trở thành cương thi. Theo một vài lời kể, chúng tôi được biết, một số cương thi trông giống hệt người bình thường. Số khác phân hủy nhiều hơn do đã chết từ lâu. Hàm răng sắc nhọn, móng tay dài phát ra ánh sáng màu xanh lá cây. Không những thế, chúng còn có sức khỏe hơn người bình thường, thậm chí có các kỹ năng bay và biến đổi thành sói. Cương thi được tạo ra từ xác chết theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn như khi một người chết không được chôn cất, kể cả sau khi đám tang đã được cử hành, xác chết sẽ hồi sinh sau khi bị sét đánh hoặc bị một con mèo đen nhảy qua quan tài. Hay nếu người chết mang theo oán hận thì oán khí sẽ tích tụ tại cổ họng, không có cách nào tiêu tán, vì thế mà biến thành cương thi.
Trên một khía cạnh khác, cương thi lại được chia làm hai loại, vô thức và có ý thức. Đối với cương thi mang linh hồn vô thức, chúng thuộc dạng cương thi hạ đẳng, hành động dựa vào bản năng. Đa phần gặp loại này chúng ta chỉ nên lơ đi mà sống, vì vốn dĩ nó không biết mình làm gì, cứ tấn công con người một cách vô ý thức. Thế nhưng với cương thi có ý thức, chúng hành động giống hệt như người bình thường, có thể bay lượn tự do và đi xuyên qua các bức tường, di chuyển nhanh đến một địa điểm gần đó để lẩn trốn thời pháp. Loại này thường nguy hiểm và ghê gớm, nhưng cũng may là nó vẫn còn sợ một số vật dụng trừ tà như tỏi, trứng gà hay gạo nếp. Xét về quyền lực, nó cũng đã hơn ma cà rồng một bậc, vì khi mất đầu nó vẫn lắp lại được như không có chuyện gì xảy ra. Có một con quỷ trong số cương thi có sức mạnh lớn nhất, không còn sợ bùa chú, gương bát quái, dây đỏ, trứng gà. Mặc dù không sợ, nhưng chúng dẫm lên gạo nếp là đứng yên và rất sợ kiếm đào mộc. Nó được gọi là quỷ cương thi. Loại này không sợ ban ngày, chúng có thể lội cả trong nước, nhảy một bước là qua một quả núi vào lúc trăng sáng nhất. Đây là con ma có quyền năng mạnh nhất, hoàn toàn đủ khả năng chiến thắng một ma cà rồng cấp cao, vì nó không sợ ánh sáng mặt trời. Với những mô tả chi tiết về hình dạng và thói quen của cương thi, thiết nghĩ chúng không phải là hình tượng được vẽ ra từ trí tưởng tượng, chỉ với mục đích đưa vào trong các bộ phim cho thêm phần hấp dẫn. Và khi những thông tin ấy trở nên phổ biến hơn và được mọi người nhắc đến ngày một nhiều, thì giới khoa học đã quyết định vào cuộc. Thời điểm đó là vào khoảng năm 2005, khi các nhà khảo cổ học tình cờ phát hiện ra một xác chết hơn 100 năm tuổi tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Điều đáng chú ý là nó không hề có dấu hiệu mục rữa và được dán bùa lên mặt giống như những con cương thi chúng ta vẫn hay thấy trên TV. Theo China Times, người ta tìm thấy hai cốt quan tài tại khu vực Nam Sung, Tứ Xuyên, trong đó quan tài đựng xác chết có từ thời nhà Thành. Tuy đã bung nắp, nhưng mọi đồ vật bồi táng vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị trộm cắp. Trong khi đó, một cốt quan tài khác nằm ngay bên cạnh đã bị đào lên và trộm mất xác. Hai cốt quan tài đều làm bằng đá, khắc hoàn toàn với thói quen dùng quan tài gỗ của con người thời đó. Thậm chí đây là lần đầu tiên người ta phát hiện ra quan tài đá ở Tứ Xuyên. Sau khi kiểm tra, các nhà khảo cổ cho biết xác chết để 100 năm nhưng không hề mục nát, lục phủ ngũ tạng còn đầy đủ, làn da vẫn có tính đàn hồi, lông tóc còn nguyên vẹn. Tuy nhiên họ cảm thấy khó hiểu là xác chết được bọc vải kín người, chỉ có phần đầu để hở, vẫn tiếp xúc với không khí nhưng lại không bị phân hủy. Trong khi bình thường sau khi chôn cất vài năm, cơ thể con người không thể còn nguyên vẹn như vậy. Hơn nữa, đây cũng không phải là cách để ướp xác như người xưa hay làm, mà giống như xác cổ này bị trói chặt để không thể cử động. Ngoài ra, xung quanh xác chết còn phủ đầy gạo nếp, giữa trán dán một lá bùa màu vàng. Nắp quan tài cũng được dán bằng gạo nếp. Người dân địa phương đều tỏ ra hoang mang bởi gạo nếp, bùa và xác bị trói là những dấu hiệu liên quan đến cương thi trong truyền thuyết, nên họ đã hỏa thiêu xác chết trong lúc lo sợ. Điều này khiến các nhà khảo cổ mất đi di vật để nghiên cứu. Họ vô cùng tức giận trước hành động mê tín của người dân, thậm chí còn khẳng định đây là việc phá hoại văn vật. Công việc nghiên cứu đành phải dừng lại giữa chừng, mặc cho những nghi vấn vẫn còn đó. Đến nay, việc tại sao xác chết hơn 100 năm vẫn còn nguyên vẹn luôn là một câu hỏi chưa có lời giải. Điều này càng khiến cho những người tin vào sự tồn tại của cương thi càng có cơ sở hơn cho những câu chuyện thần thoại mà họ được nghe. Thế nhưng, ai dám vỗ ngực tự đắc rằng những gì mình biết được cho đến bây giờ về cương thi là đầy đủ và chính xác 100%, bởi không ai có thể phủ nhận, cũng không ai có đủ bằng chứng để khẳng định nguồn gốc của nó. Ngay cả sự tồn tại của cương thi vẫn còn là một màn sương bí ẩn chưa thể vén mở, đến nỗi giới khoa học, lĩnh vực được cho là có sức thuyết phục nhất cũng gặp rất nhiều trắc trở trong quá trình nghiên cứu. Một sự kiện nửa tin nửa ngờ còn đang bị bỏ ngỏ. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu để chứng minh cho sự hiện diện của chúng? Liệu rằng khi chúng ta thoát ra khỏi nền văn hóa phương Đông để đến với phương Tây xa xôi, có còn hình tượng nào tương tự như cương thi để chứng minh cho sự tồn tại ấy hay không? Nếu bạn biết, hãy để lại ngay một cái tên ở bên dưới phần bình luận. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau thảo luận trong tập tiếp theo của Xác Chết Hồi Sinh.
Bạn đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào của series này. Còn bây giờ Việt Cường xin chào và hẹn gặp lại.